Ta sẽ tiếp tục chữa đề ngữ pháp. Câu số 33, môn đề 7. Sotsugyo ronbun ga nakanaka kakenakute ichiji wa nanani kaketa ga nantoka kyo buji ni teishutsu suru koto ga dekita. Cái luận văn tốt nghiệp ấy thì mãi mà tôi không viết được. Đã tạm thời gì đó kaketa nhá. Thế nhưng mà hôm nay thì thật là may mắn là tôi đã có thể nộp được một cách gọi là bình yên, một cách gọi là vô sự, không có vấn đề gì xảy ra. Akirame, akiramete, akirameru, akirameta. Thì đây các bạn thấy có là kaketa đúng không? Thì đây là dạng động từ phức với lại dạng ngữ pháp. Với dạng ngữ pháp này ấy, thì động từ sẽ là thể mas, sự bỏ mas. Như vậy động từ akirame mas sẽ bỏ mas, còn akirame như vậy đúng là một nhá. Akirame kaketa có nghĩa là tôi đã là đang có ý định từ bỏ rồi. Đấy. Tôi đang bắt đầu có ý định từ bỏ rồi. Đang từ bỏ một cách dở dang rồi. Nhưng mà thôi tôi lại làm tiếp và cuối cùng có thể nộp được. Câu số 34. Kodomo no koro haha tsukuta hamburger ga daisuki de yoku tsukute morata. Hồi còn nhỏ ấy, thì tôi rất là thích cái hamburger mà mẹ làm. Và tôi thường được gì đây? Tôi thường được mẹ làm cho. Vậy thì bánh mà mẹ làm thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ gì nhỉ? Ngày xưa các bạn được học ở sơ cấp thì sẽ dùng trợ từ ga. Nhưng mà ngoài trợ từ ga thì có thể dùng trợ từ no để thay thế nhá. Đấy, vậy thì đáp án đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 1. Không thể dùng to no là với này, niyotte bởi, phải dùng thể bị động thì mới dùng cái này. Niyotte là đối với cũng không đúng. Câu số 35. Tayona jōhō ga afureru gendai shakai. Taisetsu na no wa bōdai na jōhō no naka kara jibun ni hitsuyō na jōhō o erabu chikara de aru. Cái xã hội hiện đại mà rất là nhiều loại thông tin đa dạng đang ngập tràn thì cái điều quan trọng là cái khả năng mà chọn ra cái thông tin cần thiết dành cho bản thân từ trong số cái thông tin khổng lồ đó. Vậy thì ở đây các bạn thấy có cái từ là gendai shakai là xã hội hiện đại đúng không? Đây là một, có thể coi là một bối cảnh, một địa điểm thì phải dùng cái gì? Nikuaete là thêm vào, dùng để liệt kê này, không phải. Nioite là gì đấy? Là dạng trang trọng của D đúng nhỉ? Ở đây là đúng là số 1, số 2 nhá. Ở cái xã hội hiện đại này ấy, đấy. Omoto ni shite là dựa trên, komete là dành tất cả tâm tư tình cảm nguyện vọng, không đúng. Câu số 36. Sakubun ga tokui na tomodachi ni do yatara umaku nareru no to kitara takusan kakeba umaku naru yo to iwareta. Lúc mà tôi hỏi cái đứa bạn viết văn rất là giỏi, tôi hỏi nó là vậy thì làm thế nào để trở nên giỏi hơn, thì nó đã nói với tôi đã được nó nói là cứ viết nhiều là sẽ trở nên giỏi. Vậy thì cái gì là đúng đây? Kanarazu shimo là chưa hẳn, chưa chắc, sai. Tatoe phải đi với temo, loại. Sono uchi, rồi sẽ, rồi có ngày. Chính xác, saki là ban nãy. Cũng sai nhá, đúng đây sẽ phải là số 3. Cứ viết nhiều vào thì rồi sẽ có ngày trở nên giỏi hơn thôi, giống như là izure. Câu số 37. Kangoshi no shigoto wa yakin mo atte taihen da ga jibun de kono shigoto o eranda gambatte tsuzuketai to omou. Cái công việc làm gì nhỉ? Làm hộ lý, làm điều dưỡng ấy, thì phải làm đêm rất là vất vả. Thế nhưng mà tự bản thân tôi đã chọn công việc này thì tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Câu 1 là gì nhỉ? Ijo, nếu mà chọn là một khi mà tự tôi đã chọn công việc này thì tôi sẽ như vậy. Chính xác đúng không? Một nhá. Tô tằng là ngay sau khi thì đằng sau không dùng dạng ý chí này. Với lại cũng không hợp lý trong tình huống này. Age cứ nhị là sau một hồi thì có kết quả xấu đằng sau, không phải. Kano yode như thể là, không phải. Câu 38. Naisen denwa de ở trong một cuộc điện thoại nội tuyến, tức là điện thoại ở trong cùng một công ty ấy. Yamada nói là hai Yamada desu. Kimura nói là uketsuke no Kimura desu ga isha no Nakagawa sama ga gì đấy. Wakarimashita, sugu ikimasu. Vâng, Yamada đây. À, tôi là Kimura ở quầy tiếp tân đây.
Có ngài Nakagawa ở công ty X. Ngài này làm sao? Ngài này đến. Thì đây phải dùng tôi kính ngữ. Nói cho đối tác khách hàng đúng không nhỉ? Phải dùng xuông kê gộ. Đấy. Biết rồi, thế thì tôi sẽ đi ngay. Vậy thì cái nào là tôn kính ngữ đây? Số 1, Ukagaimashita là khiêm nhường ngữ, loại. Số 2, Omeni kakarimashita, khiêm nhường ngữ, loại. Gozaimashita là dạng lịch sự của arimas, sai. Và okoshi ni narimashita là dạng tôn kính ngữ của kimashita. Chính xác, 4 nhá. Ngài đến dùng dạng tôn kính sẽ là như này. Tiếp theo câu số 39. Hito wa issho no uchi dono kurai neteiru no desho ka? Kari ni ichinichi hachi jikan nete 80 sai ma de ikiru gì đó suru to sumin jikan wa yaku nijusamman 3600 jikan de yaku 27 nen neteiru kesan ni narimasu. Con người ấy thì cả cuộc đời mình ngủ bao nhiêu đây? Karini là giả sử này. Giả sử thì chắc chắn là phải dùng cái biện pháp là giả sử đằng sau. To narimashita. Không thể dùng thể quá khứ. Loại 1 và 3. Toshimasu và to miraremasu. Đúng phải là số 2 nhá. Toshimasu được dùng để khi giả định một điều gì đấy. Giả định là một ngày ngủ 8 tiếng và sống được đến 80 tuổi. Thì thành ra ấy, khi vậy, khi đó ấy, cái thời gian ngủ là 233.600 giờ và ước tính là khoảng 27 năm. Đấy. Vậy thì chúng ta dành 1 phần 3 cuộc đời để ngủ đúng không? Bởi vì 8 tiếng thì là 1 phần 3 của một ngày rồi. Tiếp theo câu số 40. Yume o kataru. Gì đó, dare demo dekiru ga. Jitsugen saseru no wa kantan na koto dewa nai. Nói về giấc mơ ấy, kể về giấc mơ, ước mơ, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà thực hiện nó thì lại không phải là đơn giản. Đa kê đều ạ. Nếu chỉ thì đằng sau là điều không tốt. Nhưng đây không phải là điều không tốt, đằng sau đây là ai cũng có thể làm được, đúng không? Vậy thì loại 1. Số 2 là nếu chỉ nhá. Một là nếu chỉ, hai cũng là nếu chỉ. Nhưng mà nó khác ở chỗ đấy là đều ạ thì là đằng sau là điều xấu, còn nara chỉ là giả định thôi, tức là nếu mà chỉ nói về giấc mơ thì ai cũng làm được. Chính xác là hai. Thế nhưng mà thực hiện thì rất là khó. Tameshika. Shika phải đi với thể nai, không đúng này. Để cũng đây không không phải là câu diễn để quan hệ nhân quả mà dùng hay là mục đích, dùng ta mẹ là không đúng. Câu số 41. Setsumeisho de Eakon o soji suru toki wa anzen jo Kanarazu konsento o shite kudasai. Khi mà vệ sinh điều hòa ấy thì về mặt an toàn thì hãy làm, nhất định là hãy làm, chắc chắn là hãy làm sau khi rút cái konsento, cái phích cắm ra đúng không? Nuita koto ga nuite kara ni nuite kara wa. Đúng ở đây phải là đáp án số 3. Nuite kara ni, tại sao lại là số 3? Bởi vì te kara là sau khi. Thì khi mà thêm cái trợ từ ni vào đây là làm tại cái thời điểm sau khi chúng ta rút phích cắm nhá, coi như là làm tại lúc nào đó. Tekara đây sẽ coi như là một cái tả gì nhỉ, một cái thời gian 1, 2 hay là 4 thì không có tính chất đó, sẽ không được. Câu số 42. Watashi wa speech ga nigate na no ni kondo tomodachi no kekkon party de speech wo gì đó komatteiru. Tôi thì rất là kém cái khoản thuyết trình ấy, vậy mà ở cái bữa tiệc cưới đấy, cái bữa tiệc cưới của bạn tôi lần 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 tới ấy, thì thuyết trình nhá, tôi rất là komatteiru, tôi rất là đang 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 rất là bối rối. Shinikukute khó làm, không phải shitehoshikute muốn ai đó làm cũng sai luôn. Sasetemitakute muốn thử cho ai đó làm, loại. Đúng ở đây sẽ là 4. Suru koto ni natte shimatte. Koto ni naru là gì? Mình được quyết định làm đúng không? Thì câu này là tôi rất là kém khoản đấy, vậy mà tôi lại được quyết định là sẽ phải thuyết trình tại đây. Người ta quyết định cho tôi là làm điều đó. Câu số 43. Sekaku
夕日が綺麗なことで有名な A 海岸に来たのに急に雨が降り出した。どうも夕日は。À, tôi đã rất là cất công đi đến cái bờ biển A nổi tiếng với cái Yuhi là cái mặt trời buổi chiều ấy, cái hoàng hôn rất là đẹp. Thế nhưng mà đột nhiên trời mưa lớn. Domo hi Yuhi wa, có vẻ như là à đây các bạn thấy có từ domo thì chắc chắn là phải đi với gì nhỉ? Phải đi với số, có vẻ thì phải đi với số 3 nhá. À, có vẻ như là không thể nào mà ngắm được cái mặt trời buổi chiều, cái hoàng hôn đấy rồi. Không phải là Temoshikata nai, dù không ngắm cũng không, cũng hết cách này, bởi vì sẽ không đi với đô mộ. Tương tự số 2 và số 4 cũng như thế, cũng không phải. Câu số 44, Yamanaka nói là Nakamura-kun mainichi jogging gì đó. Ừ, so nanda yo, jitsu wa boku mo nanda yo, hashiru te ii yo ne. Nakamura này, à, hàng ngày cậu chạy, chạy bộ đúng không? Ừ, đúng rồi. Shinai, nếu như một là sẽ là rủ dê. Đáp lại là ừ, đúng rồi thì không thể là rủ dê được loại. Shite temoi, không có shite temoi nhá. Đấy. Te temoi là hỏi là tôi làm điều gì đó được không? Shichae ba, chính là shite shimae ba, lỡ làm điều gì đó hoặc làm điều gì đó hết loại. Đây đúng phải là số 4. Shite rundatte. Thì shite rundatte là gì? Các bạn được học rồi. Ndate là nghe nói, giống sô đá ấy, mà dùng trong văn phòng nói người ta hay dùng. Nghe nói là cậu đang chạy bộ hàng ngày hả? Ừ đúng rồi. Đấy, vậy đáp án đúng là phải là 4 nhá. Tiếp theo bài dấu sao. Câu số 45. Kekkon sekatsu wo okuru gì đó. Aite e no omoyari no kimochi wo motsu koto da to omou. Ue de toieba taisetsu ka nani ga. À, sống một đời sống hôn nhân này. Ở đây chúng ta thấy về sau là tôi nghĩ cái điều gì đấy. Tôi nghĩ cái việc có cái gì nhỉ? Có cái cảm giác, có cái cảm xúc quan tâm tới đối phương. Rồi chúng ta thấy có nhá. Uede là khi hoặc là để. Nó sẽ đi với thể gì? Thể vê dự. Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải cho một ở đây. Uede. Đấy. Tiếp theo các bạn có gì đây? Toieba. Toieba sẽ đi với gì? Sẽ đi với lại danh từ đúng nhỉ? Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cho mấy nhỉ? Chúng ta sẽ phải cho cái số 2 này đằng sau cái số 3 đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ có, à vậy thì còn nani ga, phải nani ga đằng sau là gì? Vậy thì sẽ là 1 này, 4 này. Nani ga xong là 3. Tai setsu ka và 2. Toieba. Đấy. Câu này có nghĩa là gì? Nếu như nói đến cái việc khi sống, để sống một đời sống hôn nhân ấy, thì cái điều quan trọng là gì? Thì tôi nghĩ là cái việc có được cái cảm xúc quan tâm từ đối phương. Khoanh 3. Câu số 46. Shushoku shita toki ni gì đó. Toto kogareta no de kai kaeru koto ni shita. Cái lúc mà tìm được việc cuối cùng hỏng, tôi đã quyết định là mua mới. Zutto kate irai gamba kaban ga tsukatte ita. Rồi ở đây mọi người thấy có cái toto kogareta có nghĩa là cuối cùng đã hỏng. Vậy thì phải là cái gì hỏng đúng không? Chắc chắn là đằng trước sẽ phải là số 3 đúng không nhỉ? Số 3 nhé. Ca bằng gạo. Tiếp theo phải là cái cặp như thế nào. Đấy. Cái cặp như thế nào? Cái cặp mà dùng đúng không? Số 4 sẽ đứng trước nó. Tsukatte ita. Cái cặp mà dùng gì nhỉ? Dùng suốt. Một. Zutto sẽ đi với lại thẻ teiru teita. Và teirai sẽ là đáp án đúng của chúng ta sẽ là 2143. Khoanh đáp án số 4. Câu này là ấy, cái cặp
Đấy, cái cặp mà gì đây nhỉ? Cái cặp mà tôi sử dụng suốt kể từ lúc tôi mua khi mà gì đấy, khi mà tìm được việc ấy thì cuối cùng hỏng mất rồi và tôi đã quyết định là tôi mua cái mới. Câu số 47. Toza ni wa fushigi na miryoku ga aru. Nobotte iru toki wa konna ni gì đó, naze ka mata noboritaku naru. Omou no ni nidoto shitaku nai to kurishii koto wa yama o orite nanichi ka suruto. Leo núi nó có một cái sức hấp dẫn rất là bí ẩn. Khi mà đang leo ấy thì konnani như thế này, chắc chắn là đằng sau phải là một cái từ diễn tính chất như thế nào, đúng nhỉ? Vậy thì phải là ba, là kurushii koto wa. Đấy, cái việc lúc mà đang leo nhá, thì cái việc như thế này ấy thì làm sao, cái việc mà cực khổ như này thì sao nhỉ, sẽ là hai, nido to shita kunai to. Cái lúc mà đang leo ấy thì nghĩ là cái việc mà vất vả gian khổ như này thì không có leo nữa đâu, đằng sau tô này sẽ phải là mấy, phải là một đúng không, một là omou no ni. Đấy, lúc đang leo thì nghĩ như thế, không thèm làm, không muốn làm lại lần thứ hai cái việc vất vả gian khổ như này. Thế nhưng mà sao nhỉ, còn lại là bốn đúng không. Thế nhưng mà xuống núi, khi mà leo xuống ấy, xuống núi được vài ngày trôi qua, thì lại muốn leo. Đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 1. Tiếp theo câu số 48. Chōkoku ka Kawamura Takeru ga tsukuru dōbutsu no chōkoku sakuhin wa katachi wa shimpuru. Gì đó này, seimei ryoku ni ahurete iru. Những cái tác phẩm điêu khắc động vật mà nhà điêu khắc Kawamura Takeru làm ra ấy, thì hình thức thì đơn giản này. Seimei ryoku nó có gì đây, nó tràn ngập cái gọi là cái tính sống động. Ugokidashi sona nagara và ima ni mo. Thứ nhất là nagara sẽ đi với gì? Nagara sẽ đi với lại vemasu, sự bỏ mask, hoặc là đi với lại một số dạng khác đúng không? Chẳng hạn như là đi với lại tính từ đuôi na. Thì ở đây các bạn thấy này, có gì đây? Có katachi wa simple, hình thức đơn giản, đằng sau là lại có tràn ngập cái gì nhỉ? Lại tràn ngập cái gọi là cái sự sống động. Vậy thì nó sẽ phải là mang cái quan hệ đối nghịch. Vậy thì chắc chắn là chúng ta phải cho ba là Nagara đứng sau cái từ Shimpuru, mặc dù hình thức đơn giản. Vậy thì còn 1, 2 và 4 sẽ điền như nào? Các bạn có thể có Ima ni mo. Đấy, và So. À vậy thì chắc chắn là cái cấu trúc của chúng ta sẽ phải là gì nhỉ? Cho xuống đây nhá. 3 là Nagara này, xong đấy là 4 này. Ima ni mo. Tiếp theo sẽ là một Ugokidashi và hai Sona. Đấy, 3, 4, 1, 2. Chúng ta sẽ khoanh đáp án số 2. Câu này có nghĩa là các tác phẩm này tuy nhìn thì nó đơn giản, hình thức, hình dáng thì nó đơn giản, thế nhưng mà ấy, nó tràn ngập cái sự sống động. Mà gì đây nhỉ? Mà cứ như thể là nó sắp bắt đầu chuyển động đến nơi rồi. Tức là nhìn vào những cái tác phẩm điêu khắc giống như là à, nó sắp vung tay, vung chân rồi thì nó cử động như thật, đúng không? Đúng sẽ phải là hai. Câu số 49. Business de seiko dekiru hito to dekinai hito to no chigai wa donna ni taihen na jōkyō demo akiramezu ni jiro to omou. Cái sự khác nhau giữa người mà có thể thành công và người không thể thành công ở trong kinh doanh thì tôi nghĩ là gì này, dù cái hoàn cảnh nó có vất vả như thế nào, khó khăn như nào thì cũng không từ bỏ. Kadoka torikumeru ni aru và saigo made. Nào, chúng ta thấy có là không từ bỏ nhá, không từ bỏ mà gì đấy, mà sẽ cố gắng đến cùng. Đấy, tôi nghĩ là ở cái việc, đúng không? Sẽ phải là
số đứng trước tô mô có thể là 2 hoặc là 3 bởi vì là thể thường. Thế nhưng mà ấy, chúng ta sẽ phải xếp số 3 ở đây thì nó mới thành câu có nghĩa được. Thứ tự đúng của câu này sẽ là 4 Saigomade. Đằng sau sẽ là 2 Torikumeru. 1 Kadoka. Và 3 câu này có nghĩa là tôi nghĩ rằng cái sự khác nhau giữa người mà có thể thành công hay là không thể thành công ở trong kinh doanh là ở cái việc đây, ni a rự này, là ở cái việc mà dù gì đấy, dù cái hoàn cảnh nó có khó khăn như thế nào chăng nữa ấy, thì gì nhỉ, có thể hay không này, có thể nỗ lực đến cùng mà không từ bỏ hay không nhá. Tiếp theo bài ngữ pháp trong đoạn văn. Nihon hatsu no toremaku là gì đây nhỉ? Maku là cái ký hiệu, cái ký hiệu toilet, cái ký hiệu nhà vệ sinh mà xuất phát từ Nhật Bản đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái bài này. Đây là một bài viết đăng trên tạp chí. Rồi, câu số chỗ 50 nhá, chúng ta cùng xem này. Seikai no achikochi de tsukawareteiru kono トイレマークが実は日本で生まれたものだということを。Câu này là gì đây nhỉ? Những cái ký hiệu nhà vệ sinh này đang được sử dụng ở khắp nơi trên thế giới ấy, thì nó được, thực ra là nó được sinh ra, nó là cái thứ mà được tạo ra ở Nhật, được sinh ra ở Nhật. 50 là các bạn đều thấy là biết. Vậy thì đây sẽ phải là gì? Phải là câu hỏi, phải là hai. Gozonji daroka, bạn có biết điều này không? Không phải là số 3 như các bạn đã biết là sai. Đấy, người ta đặt ra câu hỏi nhá. Bởi vì Karadaro là cũng lạ loại này. Số 1 là gì đây? Thành ra sai, đúng phải là số 2. Rồi, chúng ta sẽ xem cái đoạn này luôn này. Là gì nhỉ? Những cái ký hiệu hình gì đây? Những cái ký hiệu hình nam và nữ được vẽ ở cái cửa vào nhà vệ sinh công cộng ấy. Nếu có cái ký hiệu đấy thì dù gì nhỉ? Dù người ta không có viết cái chữ chữ tôi đây, chữ toilet, chữ nhà vệ sinh ra thì người ta hiểu ngay rằng đấy là nhà vệ sinh. Những cái ký hiệu nhà vệ sinh này đang được sử dụng rất là nhiều nơi trên thế giới. Thực ra là nó gì đây nhỉ? Thực ra là nó được sinh ra, là cái thứ được sinh ra ở Nhật. Thì bạn có biết cái điều này không? Đấy, không thể nào là những cái đáp án còn lại kia nhá. Câu số 51. Câu 51 là gì đây? Câu 51 là đứng đầu mà đằng sau là dấu phẩy, đây sẽ là từ nối này. Thì sẽ phải cần phải theo dõi nội dung của câu trước sau. Toji, Nihon kokunai no annai ban wa o te arai nado to Nihongo de kakarete iru mono ga hotondo datta. Lúc bấy giờ ấy thì ở trên những cái bảng hướng dẫn ở trên toàn nước Nhật hầu như là những cái thứ mà được viết bằng tiếng Nhật. Đấy, hầu như là được viết bằng tiếng Nhật, cái chữ là otarai. Đằng trước là như vậy, đằng sau này. Sore de wa seikai 90 suka kuni kara rainichi suru senshu tachi ni rikai shite moraenai. Nếu mà như thế thì các cái gì nhỉ? Các cái vận động viên mà đến đến Nhật từ các từ hơn 90 nước trên thế giới sẽ không hiểu được. Vậy thì rõ ràng số 51 sẽ phải điền cái gì? À, số 51 nhá. Sore ni shikashi mata wa và sore dokoro ka. Phải điền một mối quan hệ tương phản đúng không? Đấy là tuy nhiên số 2. Không thể là thêm nữa. Không thể là ma tàu ạ, là hoặc là, hay là đâu phải thế đúng không? Đúng ở đây sẽ phải là số 2, shikashi.
lúc bấy giờ ấy ở nước Nhật thì hầu như là người ta sẽ sử dụng cái chữ tiếng Nhật Otarai ở trên những cái bản hướng dẫn. Thế nhưng nếu mà dùng dùng như dùng cái đó ấy, ở đây có cái từ sore này, sore đấy ạ. Đây là ngữ pháp nhé, không phải là bởi vì đâu. Sore đấy ạ, đấy ạ là nếu mà là cái thứ đấy thì đằng sau sẽ là điều không tốt. Đây đằng sau là sẽ không được các vận động viên hiểu này, các vận động viên sẽ không thể hiểu được. Sore ở đây chính là cái việc mà viết bằng cái chữ tiếng Nhật đấy. Câu 52 lại đứng đầu một từ đúng không nhỉ? Chứ chưa chắc đã là liên từ. Chúng ta cùng xem nhé. Toire maku nanoda là cái ký hiệu nhà vệ sinh. Vậy thì phải sẽ phải đọc trước thêm một tí này. Soko de annai ban sakusei sha tachi wa arayuru kuni no senshu ga rikai dekiru yo e de arawasu koto o kangaeta. Vì vậy, những cái gì nhỉ? Những cái người mà tạo ra những cái biển hướng dẫn ấy thì họ đã nghĩ ra một cái việc là thể hiện bằng tranh để cho vận động viên ở tất cả các nơi, các nước trên thế giới đều có thể hiểu được. Và cái này, à vậy thì cái này sẽ cái năm 2 nó sẽ phải liên quan đến câu trước, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ xem nhá. Sakusei sha ga rikai shita no wa, cái điều mà cái thứ mà những cái nhà sáng tạo này họ hiểu là sai, họ làm ra như vậy là họ rikai. Câu số 2, Nihon de kangerareta no ga, cái thứ được suy nghĩ tại Nhật. Không phải. Số 3, Koko ni umidashita no wa, là gì đấy, cái việc, cái thứ mà gì nhỉ, đã sản xuất ra ở đó, đã sinh ra ở đó. Không đúng, đúng phải là số 4, koshite umareta no ga, có nghĩa là và như vậy. Koshite là diễn tả cái kết quả của quá trình nhá, và như vậy thì cái mà được sinh ra là cái thôrema cự, đúng là sẽ là yomba. Câu đằng trước người ta bảo là những cái người này họ sẽ dùng, họ đã nghĩ ra cái việc biểu diễn bằng tranh vẽ đúng không, để ai cũng hiểu được. Vậy thì cái kết quả là ấy, koshite cái thôrema cự nó được sinh ra, thì đúng phải là đáp án số 4. Tiếp theo, à chúng ta xem nội dung qua cái đoạn này một chút này. Cái nguyên nhân mà cái ký hiệu nhà vệ sinh nó ra đời ấy là gì đây nhỉ, là cái Olympic Tokyo vào năm 1964. Cái Olympic Tokyo này ấy thì bởi vì là gì đây nhỉ? Bởi vì là cái việc, bởi vì là cái việc tổ chức lần đầu tiên của một nước mà không sử dụng alphabeto, không sử dụng bảng chữ cái Latin. Như bạn biết thì nước Nhật là nước dùng chữ gì nhỉ? Chữ tượng hình đúng không? Đấy, 1964 là lần đầu tiên nước Nhật tổ chức Olympic và nó là Olympic Tokyo. Đấy. Toku ni mondai ni natta no ga kotoba no kabe datta, và cái sẽ trở thành vấn đề lớn nhất đấy chính là cái bức tường ngôn ngữ, rào cản ngôn ngữ này. Lúc bấy giờ thì ở hầu hết các cái bảng hướng dẫn ở Nhật ấy thì người ta viết tiếng Nhật, chẳng hạn như là ở nhà vệ sinh sẽ dùng cái từ otarai. Thế nhưng nếu mà dùng cái otarai như vậy ấy, thì các vận động viên đến Nhật từ 90 nước khác trên thế giới sẽ không thể hiểu được. Katoite sanka quốc cự subete no kuni no kotoba de kaku wake ni mo ikanai. Mặc dù nói như vậy thế nhưng cũng không thể nào mà viết được bằng gì đây, bằng cái ngôn ngữ của tất cả những cái nước tham gia được. Vì thế các nhà gì nhỉ, các nhà chế tạo ra các biển hướng dẫn ấy, họ đã nghĩ ra cái cách là thể hiện bằng tranh để vận động viên nào của nước nào cũng có thể hiểu được, và như thế cái ký hiệu nhà vệ sinh nó đã ra đời. Câu 53 này. そしてその後のオリンピックでもデザインを変えながら毎回。Và dù có thay đổi cái thiết kế tại những cái kỳ Olympic sau thì mai cai, đằng trước chúng ta thấy tiếp này, ở đây có từ soste là nối, vậy thì các bạn phải xem cả câu trước nữa. Kyogi o arawasu marku wa kono Tokyo Olympic de hajimete
全面的に導入され、高い評価を受けた。Cái ký hiệu biểu thị cái gì nhỉ? Biểu thị cái sự thi đấu ấy, biểu thị cái sự cạnh tranh trong các môn thi đấu ấy thì đã được áp dụng toàn diện, lần đầu tiên được áp dụng toàn diện tại Olympic Tokyo này và đã nhận được đánh giá rất là cao. Và dù có thay đổi thiết kế ấy, thì Maikai nhá, vậy thì số 53 phải điền cái gì? Shiyo sarete iru, được sử dụng này, cái điểm là đã sử dụng. Shite ikeru, shitai monoda, shitai monoda là tôi rất là muốn sử dụng sai. Cái điểm mà đã sử dụng cũng sai. Đây đúng phải là một. Được sử dụng đúng nhỉ? Số 3 loại. Te ikeru có nghĩa là tiếp tục làm gì? Có thể tiếp tục làm gì? Ở đây các bạn thấy này. Ở câu trước ấy, người ta đang đưa cái này lên làm chủ ngữ. Đấy. Đằng sau nối tiếp nhá. Vậy thì chủ ngữ đằng sau nó vẫn là cái này. Nó vẫn là cái Kyogyo Arawasu Maku. Vậy khi cái này đưa lên làm chủ ngữ thì cái việc sử dụng sẽ phải được chia thể bị động, tức là cái ký hiệu này được sử dụng. Đó, như vậy đúng sẽ phải là số 53. Đoạn này nói gì nhỉ? Sono hoka ni mo shokudo シャワー, 公衆電話などの施設や設備を表すマークや水泳、バレーボールなどの競技を表すマークも作られた. Ngoài cái đấy ra ấy thì người ta cũng tạo ra rất là nhiều ký hiệu biểu thị những cái môn thi đấu khác như là môn bóng chuyền, môn bơi, những ký hiệu biểu thị những cái thiết bị hoặc là những cái cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất chẳng hạn như là điện thoại công cộng, rồi thì nhà ăn, nhà tắm. Những ký hiệu biểu thị những cái môn thi đấu ấy thì được áp dụng toàn diện lần đầu tiên tại Olympic Tokyo và đã nhận được cái sự đánh giá rất là cao. Và dù là những cái kỳ Olympic sau ấy có thay đổi thiết kế thì người ta vẫn những cái đấy nó vẫn được sử dụng ở mỗi lần tổ chức Olympic đó. Toremaku ni daihyo sareru you ni Tokyo Olympic をきっかけに日本で生まれたマークが言葉の壁を越え、今や新たなコミュニケーション手段として世界に広がっている。Giống như là được đại diện bởi cái ký hiệu nhà vệ sinh ấy. Thì gì đây? Thì cái ký hiệu mà gì nhỉ? Cái ký hiệu mà được sinh ra tại Nhật với cái duyên cớ là cái kỳ Olympic Tokyo đấy ấy, thì nó đã vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và nó mở rộng kết nối thế giới, đúng nhỉ? Nó mở rộng ra thế giới như là một cái phương tiện giao tiếp mới. それはあらゆる人にわかりやすくという思いが世界に届いた。それ này có từ số D nhé, đằng sau đây phải là danh từ, đúng nhỉ? Đó, chúng ta cùng xem này. Kịch として現れるかもしれない, đây là động từ loại, có lẽ là biểu hiện dưới dạng kết quả. Hazudata không phải là đã chắc chắn này, thể quá khứ là sai, phải là kết quả cũng sai. Đúng, đây sẽ là số 3, một cái nhận định phán đoán đúng không? Kịch ni chigai nai tức là chắc chắn nó là kết quả, không sai nó là kết quả. Chúng ta sẽ điền vào đây và xem nốt câu cuối này. Cái điều đó ấy, đây, cái đây chỉ là ngữ pháp bồi thêm thôi, còn lại số d gì gì đó kịch cờ thì là cái phần chính nhá, là dạng danh từ là hợp lý này. Cái điều đó chắc chắn nó là kết quả của việc gì? Của cái việc là của cái việc suy nghĩ để cho người khác cảm thấy dễ hiểu đúng không? Đấy. Để cho tất cả mọi người cảm thấy dễ hiểu, nó được truyền tải đến thế giới. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số mấy nhỉ? Đáp án số 3. Kịch cả nị chi gai này. Như vậy đúng là 2, 2, 4, 1, 3. Đây là một bài đọc cũng thú vị về cái ký hiệu nhà vệ sinh. Các bạn có thể hình dung ra cái hình vẽ nam nữ ở các nhà vệ sinh ấy. Thì đấy là do người Nhật người ta sáng tạo ra nhé. Các bạn biết thêm một thông tin rất là thú vị. Thì buổi trưa hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn hãy xem kỹ để
rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình khi làm bài. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chữa bài sắp tới.